Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi Mỹ chấm dứt bao vây cấm vận đơn phương đối với Cuba. Việt Nam bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Cuba ngay tại Liên Hợp Quốc. Vừa qua tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng đã nhấn mạnh như sau: "Chúng ta hãy lấy đoàn kết thay cho chia rẽ, đối thoại thay cho đối đầu, hợp tác thay cho cô lập. Một lần nữa, Việt Nam khẳng định sự đoàn kết với nhân dân các nước, trong đó có Cuba, và kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt bao vây, cấm vận chống Cuba." Thủ tướng cũng đồng thời nhấn mạnh rằng Việt Nam kiên trì nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, sẽ luôn là bạn bè tốt, đối tác đáng tin cậy của tất cả các nước và sẽ luôn hành động vì hòa bình và thịnh vượng chung của thế giới. Mối quan hệ thân thiết giữa Việt Nam và Cuba đã có bề dày truyền thống hơn 60 năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Chủ tịch Fidel Castro, những lãnh tụ tiền bối, đã đặt nền móng cho mối quan hệ tốt đẹp này. Trong trái tim mỗi người Việt Nam luôn luôn ghi nhớ hình ảnh Chủ tịch Fidel Castro khi sang thăm Việt Nam và câu nói tại chiến trường Quảng Trị: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình." Trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, phía Cuba luôn làm hết sức mình để thể hiện sự ủng hộ đối với chúng ta. Trong những năm tháng chống Mỹ đầy gian khổ đó, Cuba đã đồng hành cùng Việt Nam như một người bạn chân thành, một người đồng chí tin cậy và đã ở bên chứng kiến Việt Nam đạt được thắng lợi trước kẻ thù khổng lồ. Với khẩu hiệu "Tất cả vì Việt Nam", phong trào đoàn kết với Việt Nam đã lan tỏa rộng khắp đất nước Cuba. Không nơi nào trên thế giới có hàng nghìn nhà máy, trường học, khu phố mang tên các anh hùng, các địa danh của Việt Nam như ở Cuba. Những chuyên gia, thủy thủ, công nhân Cuba sát cánh bên bộ đội và nhân dân Việt Nam trong bom đạn trên đất cảng Hải Phòng, xây dựng đường Trường Sơn, Bệnh viện Hữu nghị Đồng Hới, Quảng Bình hay khách sạn Thắng Lợi Hà Nội. Việt Nam chúng ta cũng đã đáp lại bằng tất cả tấm chân tình. Nhân dân Việt Nam đồng lòng chịu đựng thiếu thốn, hy sinh lợi ích để hỗ trợ, phần nào giúp Cuba vượt qua thời điểm khó khăn của thời kỳ đặc biệt. Nhiều dự án viện trợ, hợp tác được triển khai như giúp Cuba sản xuất lúa gạo, từng bước đảm bảo an ninh lương thực. Việt Nam luôn là một trong những quốc gia tiên phong trong việc đấu tranh đòi dỡ bỏ các biện pháp cấm vận Cuba. Trong hầu như tất cả các cuộc gặp, tọa đàm, hội thảo liên quan thì Việt Nam luôn kiên quyết khẳng định lập trường nhất quán là luôn đoàn kết ủng hộ Cuba, phản đối và kêu gọi chấm dứt chính sách bao vây, cấm vận Cuba và sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Cuba vượt qua khó khăn hiện nay. Có nước nào kêu gọi Mỹ bỏ cấm vận đối với Cuba mà lại ở phiên họp ngay tại Liên Hợp Quốc nữa chứ? Quá uy tín! Ngoại giao trung lập tưởng đơn giản mà không hề đơn giản, nếu dễ thế thì tất cả đã theo rồi, chứ không phải chỉ có vài quốc gia đâu. Quả này bác nói xong mà Cuba được bỏ cấm vận thì các nước lại lắc hết cả mắt. Bây giờ thời thế đã khác, nhưng Việt Nam không bao giờ quên đi người anh em Cuba. Uống nước nhớ nguồn, ai giúp đỡ mình trong lúc khó khăn nhất thì người đó là bạn tốt và không bao giờ chúng ta được quên. Người anh em Cuba nếu nghe được Việt Nam đang kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận thì chắc đang hạnh phúc lắm. Mới hợp tác với Mỹ xong lại tiếp tục kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba, quá tuyệt vời. Tuy bản thân tôi chưa hiểu nhiều về Cuba, nhưng tôi nhớ mãi câu nói: "Vì Việt Nam, Cuba hiến dâng cả máu của mình." Là đối tác toàn diện rồi thì tiếng nói có hiệu lực hơn, Việt Nam bước ra thế giới luôn nhớ đến Cuba. Việt Nam không bao giờ quên ơn anh em Cuba, cầu mong cho nước bạn được phát triển và tiến bộ hơn nữa. Chúng tôi dù giàu hay nghèo đều luôn trân trọng và ghi nhớ những gì mà anh em Cuba đã giúp đỡ chúng tôi, cũng như những anh em khác trên toàn thế giới. Có thể chưa gỡ bỏ hẳn, nhưng hy vọng là sau buổi phát biểu này, Cuba sẽ được nới lỏng cấm vận. Nếu lời đề nghị này trở thành sự thật, thì các nước trên thế giới sẽ nể phục Việt Nam. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam lên tiếng mong Mỹ gỡ bỏ cấm vận đối với Cuba. Nhưng bây giờ chúng ta đã ở một vị thế khác, là đối tác chiến lược toàn diện của Mỹ. Điều này cũng đồng nghĩa rằng tiếng nói và sức ảnh hưởng của chúng ta cũng tăng lên đáng kể ở trường quốc tế. Vậy nên chúng ta hoàn toàn có quyền kỳ vọng về một tương lai sáng lạn hơn cho anh em Cuba. Hy vọng rằng bọn họ sẽ có cuộc sống dễ thở hơn trong tương lai gần. Và cũng như các anh em ở trên đã bình luận, nếu lời đề nghị của Việt Nam trở thành sự thật thì khỏi phải nói cả thế giới hẳn sẽ nhìn Việt Nam với ánh mắt hoàn toàn khác, vì chúng ta đã có tác động nhất định đến quyết định của gã khổng lồ thế giới. Theo quan điểm của cá nhân bạn, thì bạn nghĩ tính khả thi của lời đề nghị từ Việt Nam là thế nào? Liệu chúng ta có thể tác động được đến quyết định của Mỹ trong việc gỡ bỏ cấm vận đối với Cuba không? Hãy để lại bình luận của bạn ở bên dưới để chia sẻ về vấn đề này nhé! Và đó là nội dung chính của video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ like video và nhấn đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất trên kênh Grab Việt Nam nha! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!